như là cái phần cổ này thì quý vị thấy khác hoàn toàn so với những bộ sập thờ khác. Chúng tôi làm đục đây những cái hoa văn triện vuông, kể cả cái mẫu bao lan này, quý vị nhìn thấy con nghê này, đục rất là nhiều chi tiết, rất là lâu công luôn. Cái mẫu sập thờ này quý vị ạ, chúng tôi còn có cái tên gọi khác, gọi là nhị thập cửu long. Nhị thập cửu long có nghĩa là 29 chú rồng. Đấy, thì trên chiếc sập thờ này thì bao gồm 29 chú rồng. Đấy, thì tôi sẽ mời quý vị cùng tôi đếm xem có đúng là chiếc sập thờ này có 29 chú rồng nhé. Đây. Hello, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 10 tháng 11 năm 2021. Thì hiện tại buổi chiều ngày nay thì bên xưởng là có hoàn thiện xong cái đơn hàng của anh Thành tại Hạ Hòa, là một chiếc sập thờ gỗ mít và anh đặt theo mẫu của anh. Đây, có hai dạ quý vị ạ. Khác những sập thờ trước của chúng tôi là chiếc này có hai dạ đằng trước này. Rồi, đây là hình tổng thể này. Thì sau đây thì tôi sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về cái mẫu sập thờ này. Đây, quay tổng thể cho các bác xem này, quay tổng thể đây. Chiếc sập thờ này có kích thước ấy là chiều ngang là 2m17, chiều cao là 1m17 và chiều sâu là 1m07. Đó. Mẫu này thì là mẫu làm theo yêu cầu của khách hàng và chất liệu gỗ chúng tôi sử dụng là chất liệu gỗ Mita. Đấy, thì ngay sau đây thì tôi sẽ đi vào giới thiệu về cái đường nét chi tiết hơn của bộ sản phẩm này. Đây, quý vị thấy mẫu này rất là lạ luôn nhé. Quý vị chưa thấy một cái mẫu nào ở trên thị trường có mẫu này như này đâu. Đây, mẫu này là làm theo yêu cầu của khách hàng đấy. Đây, thì chính diện và trước mắt với khách hàng đây là cái phần dạ của nó. Phần dạ của chúng tôi là bao gồm có hai dạ đấy. Phía bên trên này gọi là song long trầu nguyệt này. Đấy, có nghĩa là hai chú rồng trầu mặt nguyệt. Phía bên dưới thì cũng là song long đấy, trầu và cái đầu hổ phù. Đây, đầu hổ phù chúa quý vị ạ. Cái đầu hổ phù thì chúng ta gọi là cái đầu rồng. Đầu rồng nhìn chính diện thì gọi là đầu hổ phù. Đây. Toàn bộ đường nét hoa văn đây. Đó, rất là sạch sẽ, rất là nhẵn nhụi và đường nét rất là uyển chuyển. Ở phía chân của nó, chân là bên xưởng là làm theo đơn đặt hàng của anh là chân 24, chân 24 và cũng đục là hai cái đầu rồng luôn quý vị ạ. Đây. Chân này chân quỳ đục hai cái đầu rồng luôn. Đó. Và những cái đường nét mà như là cái phần cổ này thì quý vị thấy khác hoàn toàn so với những bộ sập thờ khác. Chúng tôi làm đục đây những cái hoa văn triện vuông rất là kỹ luôn. Đục cái này rất là lâu nha các bác nhá. Chúng tôi chạy máy như này rất là lâu luôn. Đấy, còn ngoài ra còn hình ảnh là bầu rượu. Đây, bên này là cuốn thư này, còn bên kia là hình ảnh bầu rượu này. Đấy, phía bên trên này là bao gồm một họa tiết hoa lá tây ở giữa này. Đây có hình ảnh đôi rồng đang trầu vào nhau này. Bên cột này đục gấm, đây là gọi là chữ thọ. Đấy, tượng trưng cho sự trường thọ. Đấy, chính giữa là có chữ này của chúng tôi là chữ phúc. Đấy, phúc này, chữ phúc rất ý nghĩa luôn. Đây. Đấy, phía đôi rồng trầu bao lan, rồng trầu bao lan ở phía trên. Đây là tổng thể phía đằng trước. Đấy, thì còn phía đằng đốc này thì còn có những gì? Đấy, phía đằng đốc này thì là cũng có hai dạ quý vị nhé. Đây, có hai dạ này, bên dưới này cũng có đầu hổ phù này, phía bên trên này cũng có song long trầu nguyệt luôn này. Đó. Đây, rồng hoa lá tây này. Đấy, đây là một đôi nghê. Và quý vị có thể ý được cái đôi nghê bao lan này hay là cái chú rồng bao lan này cũng khác hoàn toàn so với những sập thờ trước chúng tôi làm nhé. Mẫu hoàn toàn mới luôn, kể cả cái mẫu bao lan này, quý vị nhìn thấy con nghê này, đục rất là nhiều chi tiết, rất là lâu công luôn. Đây, trên cái mẫu nghê này chúng tôi đục rất là lâu luôn. Đây, quý vị này. Đấy, thì cái mẫu sập thờ này quý vị ạ, chúng tôi còn có cái tên gọi khác, gọi là nhị thập cửu long. Nhị thập cửu long có ý nghĩa là 29 chú rồng. Đấy, thì trên chiếc sập thờ này thì bao gồm 29 chú rồng. Đấy, thì tôi sẽ mời quý vị cùng tôi đếm xem có đúng là chiếc sập thờ này có 29 chú rồng nhé. Đây. Trước tiên chúng ta sẽ đếm mặt đằng trước thì phần dưới dạ của nó, đây tôi đếm từ trên xuống vị này. Đây, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, cái đầu hổ phù này là đầu rồng chính diện này, 11 này. Đấy, 11 này, cái chân 12 này, 13 này, 14 này, 15 này. Phía đằng trước là có 15 chú rồng quý vị nhá. Đây, tiếp theo ra đằng đốc này. Ra đằng đốc này thì là có, tôi sẽ đếm riêng đằng đốc cộng bên kia nhá. Đây, 1 2 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. 7 này, 7 với bên kia nữa là 7 nữa là 14 này. Đây, tôi không tính hai chân này bởi tôi đếm vào mặt đằng trước rồi. 14 này, phía đằng trước 15, phía đốc 14 thì có nghĩa là bằng 29. Đấy, 29 chú rồng.
thì tôi gọi chiếc sập thờ này, gọi chiếc sập thờ nhị thập cửu long, có nghĩa là 29 chú rồng ở trong chiếc sập thờ này. Đấy quý vị này. Đấy, nếu mà không gian phòng thờ chúng ta mà thờ phụng với một chiếc bàn thờ mà có 29 chú rồng như này, cực kỳ là ý nghĩa luôn. 29 chú rồng thì không có thể một cái tà khí cũng như là cái luồng khí xấu hoặc là những cái điều xấu có thể xâm phạm được không gian phòng thờ của chúng ta được. Bởi vì 29 chú rồng này đã trấn giữ không gian phòng thờ cũng như là ngôi nhà của chúng ta rồi. Đấy, mang đến cái một cái niềm tin và cái điều an toàn, tâm linh tuyệt đối luôn. Đấy, rất là ý nghĩa luôn quý vị nhá. Đây, hai bên thì hai chữ thọ tượng trưng cho trường thọ. Đấy, chính giữa là chữ phúc, tượng trưng cho phúc. Đấy, rất là ý nghĩa luôn. Còn toàn bộ là hình ảnh rồng, rồng trầu. Đó, rồng trầu trấn giữ cho không gian phòng thờ cũng như ngôi nhà chúng ta. Đấy, rất là hay. Đây, đây là phía bên đốc này. Đây, quý vị này. Hai đốc như nhau nhé, cũng là làm hai dạ và phần cổ. Đấy, thì quý khách hàng là có nhu cầu muốn sử dụng một chiếc sập thờ, chúng tôi đặt tên cho nó là chiếc sập thờ nhị thập cửu long, có nghĩa là 29 chú rồng này, thì hãy liên hệ xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, ngoài những mẫu mã này ra thì chúng tôi còn rất nhiều các sản phẩm khác cũng như là đặt theo yêu cầu của mẫu mã của khách hàng. Đấy, thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với thông tin địa chỉ trên màn hình đây. Đây quý vị này. Đó, cơ sở địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Ok mọi người nhá. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ vận chuyển chiếc sập thờ này đây. Chiếc xe chúng tôi đang chờ sẵn để vận chuyển bán giao cho khách hàng đây. Ok, xin chào mọi người nhé.